Cuộc sống xa xỉ khó tin của dàn mỹ nhân Cbiz, Dương Mịch đắp mặt nạ 70 triệu vẫn quá bèo. Làng giải trí Hoa ngữ có không ít nữ minh tinh nổi tiếng với lối sống xa hoa, người sắm máy bay riêng để đi lại, người chi đến 17 tỷ đồng để mua váy mặc đúng một lần. Hôm nay, mọi người hãy cùng xem thử cuộc sống xa xỉ dàn sao nữ Hoa ngữ gây choáng đến nhường nào nhé. Dương Mịch là một trong những đỉnh lưu của Hoa ngữ, thù lao của Dương Mịch cũng thuộc top đầu. Đó là lý do mà cô nắm trong tay khối tài sản khổng lồ cùng cuộc sống xa xỉ như bà hoàng. Mặt nạ dưỡng da của cô có giá hơn 70 triệu đồng, quần áo dù đắt đến đâu cũng chỉ mặc đúng một lần. Đó là chưa tính đến những căn hộ cao cấp hay siêu xe mà người đẹp này sở hữu. Bảo sao Dương Mịch từng khí phách tuyên bố, mua nhà thì cần gì phải thương lượng, tôi tự mua được. Trương Bá Chi. Trương Bá Chi vẫn luôn được tán tụng vì nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Khi có phóng viên hỏi bí quyết bảo dưỡng, Trương Bá Chi đã thản nhiên chia sẻ, dùng tiền để mua vui vẻ là được rồi. Với tiêu chí đó, nữ diễn viên thường xuyên khiến người ta choáng váng vì độ vung tay. Cô từng mua một căn hộ cao cấp cùng siêu xe 30 tỷ đồng chỉ sau vài giờ dạo phố. Để thoát nỗi đau thất tình, cô bỏ ra 6 tỷ đồng sắm đồ lặt vặt. Hay khi quay show tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, Trương Bá Chi đã bỏ ra ít nhất 34 triệu cho mỗi lần đổi kiểu tóc. Lưu Gia Linh. Từ cô gái xuất thân nghèo khó, Lưu Gia Linh giờ đã là phú bà khét tiếng Cbiz. Để bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn, cô chẳng bao giờ suy nghĩ khi mua sắm cho bản thân. Túi sách bèo nhất cũng có giá hơn 350 triệu đồng, bình hoa cổ trưng trong nhà cũng không được dưới 30 tỷ. Đó là chưa tính bộ sưu tập trang sức kim cương hay phỉ thúy. Khi có phóng viên hỏi, nghe bảo giá trị tài sản của chị là 800 triệu đô la Hồng Kông, Lưu Gia Linh đã tuyên bố, đâu chỉ 800 triệu, tôi là vô giá. Trương Tử Di. Khi Trương Tử Di kết hôn với Uông Phong, nhiều người rất bất ngờ vì ai cũng cho rằng nàng hoa đán sẽ làm dâu hoàng môn. Thật ra, lý do Trương Tử Di không muốn cưới đại gia là vì cô đã là phú bà rồi. Chưa bàn đến những chiếc túi hàng trăm triệu, Trương Tử Di còn sắm phi cơ riêng có giá hơn 170 tỷ đồng để tiện đi lại. Mỗi tháng, cô đều bỏ ra hàng tỷ đồng mua sắm đồ lặt vặt. Con số này nghe thì cao, nhưng chẳng là gì so với các xe đi sự kiện của người đẹp này. Cảnh Điềm. Dù tiếng tăm chẳng bằng đàn chị, nhưng Cảnh Điềm lại sống xa xỉ chẳng kém cạnh. Ít người biết rằng, hầu hết những bộ sườn xám lộng lẫy xuất hiện trong bộ phim Tư Đằng đều là của Cảnh Điềm, giá trị mỗi bộ tầm vài tỷ đồng. Hay có một lần, nhãn hàng không cho người đẹp này mượn váy đi sự kiện, thế là cô tự bỏ tiền túi lên đến 17 tỷ để mua đứt cho bỏ tức. Nghe thôi là biết bình thường Cảnh Điềm sống xa xỉ đến nhường nào. Vương Phi. Cách đây không lâu, Vương Phi từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chi đến 340 triệu cho một bữa ăn cùng bạn bè. Thật ra, với nàng thiên hậu thì đây chỉ như cây me rụng lá mà thôi, bởi ngoài ăn uống thì chi phí sinh hoạt của Vương Phi còn cao gấp nhiều lần. Ví dụ như khi mua túi Hermès, cô sẽ sưu tập đủ màu và đủ kiểu dáng, chi tiền sắm chiếc nhẫn kim cương may mắn giá 28 tỷ đồng chỉ để thắng vài trăm ngàn tiền chơi mặt trược với bạn bè. Nhìn vào cuộc sống xa xỉ khó tin của dàn sao Hoa ngữ này, chắc mọi người đã hiểu tại sao nhiều bạn trẻ lại bất chấp tất cả để nổi tiếng rồi nhỉ. Thật ra, trước khi giàu có như bây giờ, những người đẹp này cũng phải trải qua tháng ngày chầy chật, vất vả lăn lộn trong nghề đó, và những gì họ nhận được bây giờ đều là trái ngọt của sự chăm chỉ.